Cô Trúc Mai Thu Huyền khoe ảnh gia đình, nhan sắc chị gái ngoài 40 xinh như mộng chiếm sóng. Vóc dáng quyến rũ và dung mạo trẻ trung của chị gái Mai Thu Huyền hút hồn cộng đồng mạng. Không còn xa lạ với người hâm mộ Việt, Mai Thu Huyền từng nổi tiếng với vai diễn cô Trúc trong phim Những Ngọn Nến Trong Đêm 2002. Sau 18 năm, cô Trúc giờ đây đã bước vào tuổi 41, nhưng nhan sắc cùng vóc dáng gợi cảm của nữ diễn viên vẫn luôn hút hồn người hâm mộ. Từ một thiếu nữ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và dịu dàng, Mai Thu Huyền giờ đây ngày càng mặn mà, sắc sảo và trẻ trung. Mới đây trong chuyến đi du lịch cùng gia đình, thông qua những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân, dân tình còn được chiêm ngưỡng nhan sắc cũng thêm hai bóng hồng nhà Mai Thu Huyền. Bên cạnh mẹ của nữ diễn viên được khen ngợi đẹp phúc hậu, chị gái của mỹ nhân họ Mai lại càng chiếm spotlight. Khoe ảnh selfie cùng mẹ và em gái, Mai Thu Huyền nhận về lời khen không ngớt của người hâm mộ. Tuy nhiên, có lẽ vì cô Trúc và mẹ đều kính mát che gần trọn khuôn mặt, thế nên mọi ánh nhìn của dân tình lại càng đổ dồn về phía chị gái nữ diễn viên. Và theo dõi Mai Thu Huyền từ lâu, hẳn ai cũng biết cô có một chị gái sở hữu ngoại hình giống hệt, từng làm bao người lầm tưởng là chị em song sinh. Thậm chí với nhan sắc mặn mà trời phú cùng tài năng thiên bẩm, Mai Thu Huyền và chị gái còn được ví như chị em Thúy Kiều Thúy Vân trong tác phẩm kinh điển của Nguyễn Du. Vẻ đẹp đều của cả hai chị em nổi tiếng làng giải trí Việt làm bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được biết, chị gái Mai Thu Huyền tên là Mai Thu Trang. Trước đây cô từng là người mẫu và diễn viên, nhưng dần về sau chọn sang Mỹ định cư và trở thành nữ doanh nhân. Dù đã trải qua sinh nở, song sắc vóc của Thu Trang vẫn làm bất kỳ chị em nào phải ghen tị không thôi. Ngoài tứ tuần, chị gái Mai Thu Huyền thu hút sự chú ý của dân tình bởi vẻ đẹp mặn mà và quyến rũ. Bên cạnh đó, người đẹp họ Mai cũng sở hữu gu ăn mặc sành điệu và thời thượng ngút ngàn. Hầu hết trang phục cô chọn đều có kiểu dáng trẻ trung, có khả năng làm bật được vẻ đẹp nổi trội của vóc dáng. Trong những hình ảnh khoe dáng với bikini, vóc dáng nụt nà với vòng eo cong kiến của Mai Thu Trang nổi bần bật giữa vùng biển lớn. Thậm chí, cô còn sở hữu rãnh bụng sâu hun hút, chứng minh cho một quá trình luyện tập rất khắc khe, nghiêm túc. So đến gương mặt mộc của Mai Thu Trang, hẳn chị em nào cũng phải thốt lên kinh ngạc khi làn da cô hoàn toàn sáng mịn, nhẵn, thính và không gợn một nếp nhăn. Dạo quanh trang cá nhân của chị gái Mai Thu Huyền, không khó để thấy được cô là người rất chăm chút cho sắc vóc của mình. Từ chế độ ăn uống, luyện tập và dưỡng da đều được người đẹp quan tâm kỹ lưỡng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.